Đổi pin đã xài rồi để lấy sách mới về đọc là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hè của giới trẻ Sài Gòn. Chương trình được tổ chức với mong muốn các bạn trẻ em nhỏ hình thành thói quen phân loại xử lý pin đã sử dụng và rác thải điện tử một cách khoa học thay vì ném vào thùng rác. Mình trữ lại, mình xài đồng hồ với lại xài mấy cái đồ chơi cho em bé. Đó, rồi mình xài rồi mình trữ lại đó. Rồi bây giờ mình thấy có chương trình này nè, cho mình đem đổi. Thì thấy nó cũng hay, mình khỏi phải bỏ ra ngoài sọt rác mà gây ô nhiễm. Lâu nay, những rác thải điện tử thường được giới ve chai tìm mua hoặc họ có thể bới lượm ở các túi rác gia dụng trước khi được các xe rác tới thu dọn. Trong số rác thải điện tử này, khả năng sắp tới đây còn thêm loại rác là pin điện mà loại xe điện thải ra trong quá trình sử dụng. Pin điện thì nó vẫn có ô nhiễm, nhưng mà cái mức độ nó là ô nhiễm là sau khi cái quá trình mình sử dụng thì những cái pin năng lượng đó nó sẽ cũ đi, nó hết hạn sử dụng. Và khi mà mình xử lý cái rác thải và những cái pin đó thì nó sẽ gây ô nhiễm, và cái đó là cái phần riêng. Cái phần riêng từ loại pin điện cho xe cộ này thì hiện tại theo lời của ông Đạt, nó chưa nằm trong chương trình đổi pin lấy sách, mà thường thì loại pin điện này nếu có thải ra thì các vựa ve chai là nơi thu gom, còn với loại pin tiểu thông dụng thì cứ 3 viên đổi lấy một cuốn sách. Chủ yếu thì cái việc đổi pin này của mình là tham gia vào cái mục tiêu là bảo vệ môi trường, nên là cái chương trình dài hạn, có nghĩa là nếu ai có nhu cầu đổi pin hoặc là có thể là không phải đổi nữa mà là ở một cái nơi để người ta bỏ pin để xử lý đó, thì mình nên chương trình dài hạn và nó nhân rộng đó. Chương trình được ghi nhận là tiếp cận văn hóa đọc cũng như dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Cũng nên có những cái chương trình như này, vừa mà bảo vệ được môi trường, vừa giống như là thúc đẩy cái sự ham đọc của mọi người dân. Mình đổi pin, mình lấy sách đó, thì góp phần bảo vệ môi trường, góp phần phát triển tư duy luôn. Vẫn theo bà Xuân Uyên, chương trình đổi pin lấy sách giúp tuổi trẻ học đường dịp nghỉ hè có thêm đầu sách để đọc, đồng thời còn giúp giới trẻ ý thức hơn nữa trong bảo vệ môi trường bằng hành động cụ thể, chứ không phải là những hô hào kêu gọi chung chung.